Phận đổi tình, tác giả Trang Biêu Bi, tập 6. Ngày hôm sau, Quân lại đi Sài Gòn. Vân thì lên trường hỏi lý do vì sao mình bị đuổi học. Cô giáo mới đầu còn tế nhị nói: "Vì em nghỉ học quá nhiều." Sau Vân thắc mắc thêm thì cô nói thẳng mặt: "Vì em không có đủ tư cách học trường này nữa." Vân nghe xong cũng sốc lắm. Con Hoa an ủi Vân: "Thôi, đằng nào cũng đang mang bầu, có gì sau này sinh xong rồi học lại." "Tao buồn quá Hoa, tao phải làm sao đây? Tao thấy như mình càng ngày càng đi vào ngõ cụt đó." "Hâm hả? Đang bầu đang bì, nghỉ dừa thôi, cứ kệ mẹ nó đi, chuyện tới đâu thì tới. Tao không cách nào liên lạc được cho thằng Tí, tao sợ Thư sẽ làm gì thằng bé. Tao đang tính về quê một chuyến. Mới động thai về có ổn không? Tao..." "Thôi, lên xe tao đưa đi ăn." Con Hoa đã chở Vân đến cái phố ăn vặt mà hai người thường hay tới. Tự nhiên, Vân lại nhớ những năm tháng ngày trước của hai đứa. Khi đó không có tiền, nhưng vô lo vô nghĩ hơn bây giờ. Hoa nó gọi mấy cái bánh xèo với bánh mì kẹp thịt nướng. Vân ăn được một ít, cổ họng lại bắt đầu lượm lượm giọng, không có muốn ăn. "Mày ngán hả?" "Ừ, càng ngày thấy càng ngán nặng đó." "Vậy nói ông Quân chưa?" "Thấy ông ta cứ sù đầu vì công việc, và nên tao chưa có muốn nói, sợ ổng lo thêm." "Hời, thiệt tình à, cứ nghĩ là sướng mà bây giờ quá ra khổ ha. Giấc mơ lấy chồng đại gia của tao cũng vụt tắt từ đây thôi à. Chứ đại gia mà cả lò nhà chồng ngăn cấm như mày á, mệt thấy bà nội luôn đó." Vân chỉ biết thở dài, nghe Hoa nó nói. Ăn xong một lúc trở về nhà, Vân có rẽ vào siêu thị mua ít đồ. Đến khi về đến chung cư thì bất ngờ Vân thấy cô Loan ở cách mình một đoạn không xa. Vân luống cuống định tránh né nhưng cô Loan lên tiếng: "Vân, cô có thể nói chuyện với cháu không?" "Cháu..." Và rồi Vân theo cô Loan ra quán cà phê gần đó. Cô Loan nhìn Vân, cô đặt vào luôn vấn đề: "Cháu cần bao nhiêu để rời xa Quân?" Cô mến cháu thật, nhưng cô bây giờ chỉ có mình Thư là con gái. Cô không có muốn thấy con gái mình ngày đêm đau khổ." "Cô, hình như cô đang có hiểu sai gì rồi đó. Cháu với Quân là vì tình yêu chứ không phải vì tiền." "Cô biết cháu bán trinh cho Quân. Cháu lúc đó cháu cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi. Giờ phút này cô còn ngồi đây bình tĩnh nói chuyện với cháu là đã quá lịch sự rồi đó. Nếu như vào người khác, cô không nghĩ mình có thể bình tĩnh như lúc này được đâu. Cháu có biết mấy ngày nay vì cháu mà cả hai gia đình như loạn lên không? Cháu có biết vì cháu mà chồng cô đang muốn hủy hợp đồng với công ty của Quân? Nếu như hợp đồng này bị hủy đi, cháu không thể ngờ tổn thất là cái gì đâu. Cháu nói cháu yêu Quân. Yêu là như vậy sao? Yêu là sự ích kỷ và muốn người mình yêu mất tất cả à?" "Cô Loan, cháu biết trong cái chuyện này là cháu sai, nhưng cô cũng biết Quân không có hề yêu Thư." "Đó là chuyện của hai đứa nó, không phải việc của cháu. Bây giờ là cô đang ngồi trước mặt cháu mới nói chuyện được như thế này. Nếu như là chồng cô không có dám chắc đâu, vì ông ta rất yêu con gái của mình." Nói thêm với cô Loan vài câu nữa thì cô đứng dậy bước đi. Trước khi đi, cô còn nói một câu khiến cho Vân sửng sốt mãi mới đứng dậy bước đi được: "Cô đang cố gắng làm tốt có thể để bảo vệ cho mẹ con cháu. Nếu đứa bé này có mệnh hệ gì, cháu đừng có trách cô không có báo trước." Vân mang theo cái cảm giác chông chênh bước về nhà. Lúc này đây, cô cần lắm cái ôm của anh, giọng nói của anh. Vân bấm số gọi cho Quân nhưng không có liên lạc được. Đêm nay cô gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình bị truy đuổi bởi đám người mặc áo đen và cô lần nữa đã không giữ được con của mình.
Nửa đêm, cô nằm khóc tu tu như một đứa trẻ. Chưa bao giờ Vân thấy con đường mình đang bước lại mịt mù như vậy. Cô không biết mình khóc bao lâu, rồi sau đó Vân thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng trở dậy, vẫn thấy một chòm gối màu thẳm, chắc có lẽ là chỗ nước mắt đêm qua rớt xuống. Việc đầu tiên là cô cầm đến cái điện thoại. Quân gọi lỡ cho Vân cách đây 2 giờ. Sau đó anh còn gửi dòng tin nhắn. Anh sẽ sớm xong công việc để trở về với em. Anh nhớ em nhiều lắm, Hoàng Ái Vân. Đó là tin nhắn tình cảm cuối cùng Vân nhận được từ Quân. 3 ngày sau, cô nhận được tin ba đổ bệnh. Vì bác sĩ nói thai trong bụng cô cũng ổn định lại rồi, nên Vân mới dám đón xe trở về. Thời gian này mọi thứ quá áp lực và căng thẳng, nên cô cũng muốn tìm một chốn yên bình để tĩnh tâm. Cô đón xe trở về, vừa bước vào tới cổng, cô đã thấy bóng dáng mẹ của mình, một người mà Vân không có muốn gặp chút nào. Cô định quay đầu bước đi thì bà gọi lớn. Vân! Mẹ còn dám gọi tên con nữa sao? Tao đẻ ra mày, tao có gì mà không dám? Mẹ ăn nói cho đàng hoàng. Rách ruột đẻ ra con mà lại bán con. Bà khựng người lại không nói được câu gì nữa. Cô thấy ba nằm trên giường nên quyết tâm vào thăm ba một lát rồi về lại thành phố. Nếu mẹ ở quê thì Vân cũng không ở làm gì. Thề với mọi người chứ, trên đời mà mẹ cô máu lạnh là số 2 thì không có ai là số 1. Bà nhìn cô nhưng mà tàn nhẫn đến nỗi chỉ biết trách Vân phá hoại hạnh phúc của Thư nên bà mới mất việc. Vân nhìn bà, nửa lời không muốn nói. Bà thì giữ cô ở lại ăn cơm trưa. Vân thấy bà bệnh với ánh mắt ông đầy đáng thương nên mũi lòng đồng ý. Vân không thể ngờ rằng bữa cơm đó là bữa cơm định mệnh của cô. Ăn cơm xong, Vân cảm thấy choáng váng rồi từ từ ngất liệm. Đến khi Vân tỉnh dậy là một căn phòng màu trắng với ánh đèn sáng lóa mắt. Cô thấy cả bác sĩ nữa. Vân giật mình, lấy sức bật dậy. Đây là đâu? Phòng phá thai. Một giọng nói lạnh lùng của cô bác sĩ truyền đến tai Vân. Phá thai. Nghe hai cái từ đó thôi mà Vân run lên bần bật vì sợ hãi. Cô giãy giụa liên tục lắc đầu nhìn bác sĩ. Tại sao lại bắt cô phá thai? Đó là đứa con của cô và anh. Cho dù có thế nào, cô cũng chiến đấu đến cùng để bảo vệ đứa bé này. Cô gào khóc. Sao lại bắt tôi phá thai? Con của tôi cấm các người động vào, tôi sẽ kiện các người. Mẹ cô đã ký vào giấy đồng ý phá thai. Không, tôi không đồng ý. Nói xong, Vân nhanh như chớp phi xuống giường, nhưng do cơ thể vẫn còn yếu ớt nên cô đã ngã quỵ xuống. Có cô y tá tới đỡ Vân dậy, nhưng Vân đã đẩy cô ta ra, nước mắt ngắn dài mà nói. Tôi cắn rộm cắn cỏ lại, các người đừng có giết con tôi. Các người cũng là bác sĩ, mà bác sĩ là để cứu người chứ không phải giết một sinh mạng chưa thành hình. Ác vậy, là bác sĩ đi làm cái gì? Bác sĩ và cô y tá nhìn nhau rồi lên tiếng. Cô cứ bình tĩnh cái đã, muốn yên ổn thì nhỏ cái miệng lại giùm. Vân ngơ ngác nhìn hai người. Là sao? Có phải hai người muốn cứu con tôi đúng không? Ngoài kia có rất nhiều người mặc áo đen, bao gồm cả mẹ cô. Nếu cô muốn thoát thì đi cửa sau, có người chờ cô ở đó. Tôi cảm... Vân chưa nói dứt câu thì chị y tá ra lệnh im miệng. Sau đó, chị đưa Vân chuồn theo lối cửa sau của phòng khám. Ra tới bên ngoài, Vân thấy một đám người mặc áo đen khác. Vân run sợ, lùi lại phía sau, thì chị y tá nói. Đi theo những người này, cô được an toàn, cô không có lựa chọn đâu. Lúc đó, đúng thật, Vân không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có tin hoặc không tin, nhưng cô nghĩ... Chị y tá đã giúp cô đến nước này rồi thì không có lừa cô làm gì cả. Nếu chị ta là người xấu đã ép Vân phá thai. Vân làm liều nghe theo chị một lần, bước lên chiếc xe 7 chỗ ngồi màu đen đi thẳng về hướng thành phố. Chiếc xe vừa mới di chuyển được một đoạn thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cô sợ nếu mà ngủ rồi bọn họ sẽ làm hại mẹ con cô
nên cứ bấm chặt móng tay xuống lòng bàn tay để có cảm giác đau. Nhưng sau đó, cuối cùng, Vân cũng thiếp đi vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng, đưa mắt nhìn xung quanh phòng thì nơi này rất sang trọng và cô chưa đến đây bao giờ. Cô tỉnh dậy rồi à? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Vân quay đầu sang bên tay phải, thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô giật mình ngồi dậy. Đây là đâu? Đây là nhà của ba mẹ cậu Quân. Cô ăn cháo đi. Ăn xong rồi xuống dưới nhà, mẹ cậu Quân sẽ nói chuyện với cô. Chén cháo thịt băm vẫn còn nóng ở trên bàn. Vân nhìn chén cháo mà lòng thấp thỏm không yên. Từ ngày biết mình mang bầu, cô ăn cái gì cũng không thấy ngon. Nhưng hôm nay, nhìn chén cháo nóng trước mặt lại có cảm giác thèm. Vân nửa muốn ăn, nửa lại sợ chén cháo có thuốc gì đó làm ảnh hưởng tới con mình. Suy đi nghĩ lại rất lâu, cô mới dám cầm cái chén cháo lên xúc từng muỗng nhỏ. Vì dù sao, người cứu cô hôm nay cũng là mẹ của Quân. Vân bước xuống dưới lầu 1 thì thấy mẹ Quân đang ngồi trên sofa bọc da cao cấp. Vừa nhìn thấy Vân, bà lên tiếng. Cô ngồi xuống đi. Dạ, thưa bác. Cô biết tôi gọi cô xuống đây muốn nói chuyện gì không? Dạ, cháu cũng đoán được đại khái bác. Bác cứ nói đi, cháu nghe đây. Tôi nói thẳng luôn nghe. Tôi biết cô đang mang thai con của con trai tôi. Và người cứu cô khỏi phòng khám là tôi. Dạ, cháu cũng đoán vậy. Cô nói cô yêu con trai tôi, đúng không? Dạ, bác, cháu yêu anh Quân thật lòng. Cô nói cô yêu nó, mà tôi không hiểu sao cô có thể ăn ngon ngủ yên, sống hưởng thụ khi nó đang vất vả ngày đêm để tìm cách đưa công ty qua cơn bão. Cô có biết ba của Thư là người như thế nào không? Nếu bình thường, tôi không thèm nói, vì gia thế nhà tôi chắc chắn xa hơn nhà con bé đó. Nhưng lần này là hợp đồng lớn, một hợp đồng quan trọng, không thể hủy bỏ. Cô hiểu không? Cháu... Ngày hôm nay, tôi cứu cô cũng chỉ vì nghĩ dù sao nó cũng là cháu của mình. Tôi cứu được cô một lần, nhưng không có nghĩa là cứu được cô lần khác đâu. Ba mẹ con bé Thư đã biết cô có thai. Quân hay bất kỳ ai cũng không có thể bảo vệ cô mãi mãi. Bây giờ, chỉ có cô tự bảo vệ được mình thôi. Vậy bây giờ, cháu phải làm sao ạ? Rời xa thằng Quân đi. Vân sững sờ nhìn bà. Rời xa Quân là điều Vân không muốn. Bà nói tiếp. Coi như tôi cầu xin cô rời xa thằng Quân để con tôi và gia đình tôi được yên ổn. Bù lại, tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ con cô tới lúc sanh. Trong thời gian đó, tôi vẫn chu cấp tiền cho cô. Đó là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho cô rồi đó. Bằng không, đừng có trách tôi tàn nhẫn, thậm chí là mất đứa cháu này đó. Vân nhìn bà ta, ánh mắt bà vô cùng quyết đoán, ở trong mắt còn có tia đỏ giống như đang lo lắng điều gì đó. Nhìn bà như vậy là Vân càng hiểu mọi thứ, càng ngày càng không có đơn giản. Cô cúi xuống, vô thức ánh mắt dừng lại trên bụng của mình. Ngay từ đầu đến với Quân đã là một sai lầm, nhưng Vân vẫn cố chấp. Kết quả ngày hôm nay cô mới hiểu cái cảm giác nỗi sợ hãi tột cùng là như thế nào. Xém một chút nữa thôi, cô đã mất đứa con này. Cô suy nghĩ một lúc, nghĩ tới Quân, nghĩ tới đứa nhỏ. Khóe mắt cô cay cay khi biết rằng mình không còn lựa chọn nào tốt hơn. Bác chắc chắn là đứa bé này sẽ bình an chào đời chứ. Tôi lấy danh dự của tôi đảm bảo. Dạ... Cháu sẽ rời xa anh Quân. Tôi sẽ sắp xếp đưa cô vào miền Nam. Tôi sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho cô. Nhưng có điều, tôi hiểu con trai mình hơn ai hết. Nó sẽ không có dễ dàng từ bỏ cô. Vậy nên, nếu được, cô hãy khiến nó ghét cô đi. Chỉ có như vậy, cô có rời xa nó thì nó cũng sẽ sớm quên. Làm cho Quân ghét Vân. Cô phải làm sao để cho anh ghét cô đây? Nhưng mà, hơn nữa, Vân không muốn hai người xa nhau trong sự chán ghét nhau. Cô im lặng, bà lên tiếng tiếp. Cô bắt buộc phải làm vậy.
Con trai tôi nó không có thích phụ nữ lăng loàn. Tôi sẽ sắp xếp cho cô chung phòng với một người. Nhưng mà bác... Đừng có nhân nhị gì cả. Lúc này không có cơ hội để lựa chọn đâu. Nói chuyện với bà thêm vài câu nữa thì Vân được bà ta đưa về chung cư. Trên đường trở về, lướt qua những hàng cây, những con phố, đâu đâu cô cũng thấy hình ảnh kỷ niệm của hai đứa. 5 tháng bên nhau không phải là thời gian quá dài, nhưng nó đủ khiến cho bóng anh in đậm sâu trong trái tim cô. Nghĩ về những kỷ niệm của hai đứa, lòng Vân từng cơn đau thắt lại, đau đến nỗi tưởng chừng thở thôi cũng khó nhọc. Cô không biết mình khóc bao nhiêu lâu, cho đến khi chiếc xe dừng lại, cô mới lững thững bước vào bên trong. Nhìn căn phòng đã có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của Vân và anh hiện lên. Mấy ngày trước, anh còn nằm đó ôm chặt Vân từ phía sau. Cô vẫn nhớ như in mùi hương trên cơ thể của anh. Vậy mà mọi thứ sắp tan biến cả rồi. Ký ức đó như những giọt sương long lanh mỗi sớm mai. Nó đẹp đẽ nhưng khi chạm vào liền biến mất như chưa từng tồn tại. Vân mệt mỏi tắt điện thoại rồi lấy cái mền đắp kín người. Một lúc sau, Vân nghe thấy tiếng cạch cửa. Cô nhớ trước khi đi ngủ, cô đã khóa cửa rất kỹ. Ngoài Vân ra, chỉ có Quân mới có chìa khóa cửa, nên cô đoán là Quân về. Cô vội vàng lau dội những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Khó khăn lắm, cô mới ngăn cho nước mắt không được rơi. Sao hôm nay em lại ngủ sớm vậy? Cảm thấy mệt ở chỗ nào à? Vân sợ Quân biết cô khóc nên không dám bỏ cái mền ra, khư khư giữ chặt lấy cái mền rồi nói bằng cái giọng nũng nịu. Em buồn ngủ quá, để yên cho em ngủ. Quân thấy vậy cũng gật đầu. Ừ, vậy em nghỉ đi, anh ra ngoài xem cơm nước như thế nào. Vân không trả lời, nằm yên trong đó, đến khi đủ bình tĩnh mới ngồi dậy bước chân xuống giường. Quân ở bên ngoài đang đứng rửa rau, ngắm nhìn bóng lưng anh mà cô không có đủ can đảm để nhìn lâu. Vì cô sợ nước mắt của mình sẽ rơi không có kìm lại được. Vân lặng lẽ từng bước chân đi về phía anh. Lặng lẽ ôm anh từ phía sau lưng, mùi hương quen thuộc thoang thoảng chạm vào mũi cô. Không phải lâu lắm rồi Vân không có ôm anh, chỉ là mấy ngày xa nhau mà cảm giác như cả một năm dài đằng đẵng. Anh về hồi nào? Sao lại về sớm hơn dự kiến? Anh vừa mới về là chạy tới tìm em ngay đó. Nhớ em muốn chết luôn đó. Nói xong, anh cũng xoay người lại ôm chặt cô. Anh dịu dàng. Nhớ anh không? Vân gật đầu mà sống mũi cay cay. Quân hỏi tiếp. Em còn mệt không? Em đỡ hơn rồi. Thôi, vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Anh nấu xong rồi anh gọi ra ăn. Không, em muốn phụ anh một tay. Nói xong, Quân thái thịt, Vân thì đứng ngoài phụ lặt vặt. Lúc này đây, cô chỉ muốn tranh thủ thêm những giây phút ít ỏi còn lại để được gần anh thêm một chút nữa thôi. Đêm nay, dù nằm bên cạnh anh, nhưng cô vẫn thao thức không có ngủ được. Có lúc anh muốn vượt quá giới hạn. Vân cũng biết anh đang khó chịu, nhưng chỉ vì Vân kêu mệt nên anh đành nén sự khó chịu đó mà lặng lẽ vào nhà vệ sinh giải tỏa. Quân khác trước nhiều lắm. Nếu như ngày trước anh không có quan tâm đến cảm xúc của cô, thì bây giờ anh lại để ý rất kỹ. Anh nói Vân là người con gái đầu tiên anh đích thân vào bếp nấu ăn. Vân mới hỏi vậy. Còn chị Diệp? Anh nói hồi anh yêu chị lúc đó anh vẫn chưa thay đổi nhiều như thế này. Vân luôn mặc định Quân yêu Vân chỉ vì khi nhìn thấy Vân có hình bóng của chị Diệp. Nhưng càng ngày, những gì anh làm cho Vân, cô có thể cảm nhận rõ tình cảm chân thành của anh dành cho cô. Tiếc là sắp xa nhau rồi, nhưng anh chưa từng nói anh yêu em. Sáng hôm sau, Quân tỉnh dậy từ rất sớm. Anh vòng tay qua người ôm Vân rồi hỏi. Hôm nay em đỡ mệt hơn chưa? Một lát muốn ăn cái gì anh nấu cho em ăn nghe.
Em cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Anh cứ đi làm đi. Em ở nhà rảnh, em tự lo được mà. Hôm nay thứ ba mà em không phải đi học à? Em học buổi chiều. Ừ, vậy anh đi làm. Nếu em còn cảm thấy mệt thì gọi cho anh nghe. Dạ, em biết rồi. Trưa nay, Vân lại nhận được điện thoại của mẹ Quân. Bà nói vé máy bay bà đã chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay Quân sẽ đến khách sạn ký hợp đồng. Bà sẽ cho người tới đón Vân tới đó. Lúc đứng trước cửa khách sạn, Vân đã chùn bước khi nghĩ về Quân. Trong tim lại có chút ích kỷ muốn giữ anh cho mình. Nhưng rồi cô khẽ gạt đi khi nghĩ về đứa bé trong bụng, và đó cũng là cách duy nhất cô có thể làm để khiến cuộc sống của anh tốt đẹp hơn. Lúc Quân đi ngang qua phòng, cũng là lúc Vân và người đàn ông do mẹ Quân sắp đặt mở cửa phòng khoác tay nhau bước ra. Khi đó, Quân nhìn Vân đầy ngỡ ngàng. Vân thấy khóe môi của anh rung lên, trong mắt lộ rõ cái vẻ thất vọng và có cả đau đớn. Rõ ràng đạt được mục đích rồi, vậy mà khi thấy ánh mắt anh, tim của Vân như có ai đó bóp nghẹn lại. Hai mắt anh bắt đầu đỏ ngầu như máu. Anh từ từ đưa tay chỉ vào mặt người đàn ông đứng bên cạnh cô. Hắn ta là ai? Quân, đến nước này rồi, tôi cũng không có giấu anh nữa. Anh ta là khách hàng của tôi. Quân không nói không rằng, xách cổ anh ta lên đấm túi bụi. Máu miệng, máu mũi người đàn ông kia trào ra. Vân thấy vậy, sợ Quân không có kìm nổi mà đánh người ta chết mất. Cô cố gắng dùng sức đẩy Quân ra khỏi. Anh thôi đi, anh đừng có đánh người ta nữa. Lúc này, Quân cũng dừng lại. Đôi tay anh buông thõng, ánh mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia thất vọng nặng nề. Sao anh lại đánh người ta? Lỗi giờ là do tôi mà. Anh ta cũng chỉ là khách hàng của tôi thôi. Xem lại làm vậy với tôi. Hả? Hãy nói đi. Hãy nói với tôi là không có phải. Anh bị sao vậy Quân? Sự việc rõ ràng trước mắt anh rồi mà anh còn muốn phủ nhận. Anh thấy có ai ăn một món mà không có chán không? Em vừa nói cái gì? Vân im lặng để nuốt ngược nước mắt trở lại. Quân nói tiếp. Tôi yêu em. Mọi thứ tôi làm cho em. Nhưng tại sao em lại phản bội tôi? Tại sao chứ? Vân liếc mắt nhìn Quân. Ánh mắt anh rưng rưng nhìn cô. Muốn khóc lại không thể khóc được. Có lẽ anh đã quá sốc khi nhìn thấy hình ảnh này. Có phải anh đang đau lắm không? Anh đối với tôi cũng chỉ giống như những người đàn ông khác mà thôi. Nhanh thích thú mà cũng mau lẹ, rất dễ chán. Tôi với anh đến với nhau cũng chỉ vì nhu cầu riêng. Tôi cần tiền, anh cần giải quyết sinh lý, anh cũng có mục đích và bây giờ không ai nợ ai. Nghe vậy, Quân tiến về phía Vân một bước. Cô lùi lại phía sau một bước, cái bóng anh cao lớn như muốn bao trùm hết thân xác của cô. Dần dần, lưng của cô chạm vào bức tường. Quân nghiến răng túm lấy cổ áo, dường như anh đang muốn phát điên lên rồi. Cô dám bẩn cợt trên tình cảm của tôi? Cô dám nói tôi giống như những người đàn ông khác? Cô dám phản bội tôi hả, Hoàng Ái Vân? Phải, tôi dám đó. Anh tưởng anh là cái gì mà tôi không dám? Đừng có trách tôi, mà hãy trách anh quá ngu đi. Cô... Quân xiết cổ áo cô thật chặt, rồi bất ngờ anh cũng buông thõng xuống với ánh mắt tràn ngập đau khổ. Hoàng Ái Vân, từ nay về sau, tốt nhất cô đừng có nên xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói xong, Quân lạnh lùng xoay người bước đi. Vân thấy nước mắt anh đã chực trào ra. Khi đó, cô chỉ muốn chạy lại gần anh để ôm chặt anh từ phía sau. Nhưng cuối cùng, chân lại cứ như chôn chặt một chỗ, không đủ can đảm để níu tay anh lại. Cô cắn chặt môi, ngồi sụp xuống khóc nấc lên từng hồi. Nước mắt ướt nhòe trên mặt, lồng ngực đau thắt đến mức không có thở được. Lòng cô đau như cắt, làm sao cô có thể nói rõ cho anh hiểu được. Ai đời yêu người ta muốn chết đi sống lại mà cầu xin người ta rời xa mình không? Đằng này lại có bầu với người ta nữa. Thật sự cô quá ác với bản thân của mình và chính anh nữa. Nhưng Vân lại không còn sự lựa chọn nào khác. Mãi một lúc sau,
cô mới định thần được một chút mà lết cái xác không hồn trở về phòng trọ cùng với con Hoa. Hoa lúc này cũng vừa mới về tới nhà, nó thấy bộ dạng thân tàn ma dại của Vân liền hỏi: Sao vậy? Mày gặp cướp hay gì mà cái mặt mày như mất sổ gạo vậy hả? Tao không có sao. Tao lên giường ngủ một lát nha. Tao cũng không có ăn cơm đâu, không có cần nấu phần tao. Hoa nó mấy câu, sau đó lại giật mình kéo tay Vân lại. Không đúng, mày có chuyện gì quan trọng đúng không? Vậy về đây bằng cái gì? Ông Quân đâu? Chia tay rồi. Hả? Sao lại chia tay? Tao mệt quá, tao ngủ giấc rồi dậy tao kể cho ông nghe. Cô nói xong thì nằm phịch xuống giường, cứ mỗi khi nhắm mắt cô lại nhớ đến hình ảnh của Quân. Cô đã thấy nước mắt anh rơi và cũng là lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Đôi mắt anh đau đớn xoáy sâu vào lòng cô, thậm chí cô còn cảm tưởng trái tim này như đang rỉ máu. Càng nghĩ, nước mắt cô lại thi nhau tuôn rơi, nước mắt ướt nhẹ bên gối. Vân nghĩ Quân bây giờ chắc chắn sẽ rất hận cô. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Vân không biết mình khóc bao nhiêu lâu, khóc tới nhức hết cả mắt. Muốn chợp mắt một chút xíu thì Hoa nó tới nó tung cái mền ra. Cơm tao nấu xong rồi nè, về ăn đi. Tao không có muốn ăn. Còn hầm, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy giờ? 7 giờ tối rồi đó mày. Mày không ăn thì cũng phải nghĩ cho con bé trong bụng chứ. Nghe Hoa nó nói, cô mới bừng tỉnh. Đúng rồi, cô không thể hành hạ bản thân mình lúc này được vì trong cô còn có một sinh mệnh bé nhỏ. Vân cố gắng ăn hết một chén cơm đầy mặc dù cổ họng đang đắng ngắt. Đêm nay, Vân thức trắng cả đêm vì suy nghĩ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hoa nó liền nói: Ê, hình như đêm qua tao thấy ông Quân đứng ở dưới chỗ cột đèn đó mày à. Sáng nay tao dậy đi chợ, thấy cái đống màu thuốc lá ở đó. Vân ngước mắt nhìn Hoa. Nếu Vân nhớ không lầm, thì trời đêm qua mưa phùn, cũng là cơn gió mùa đầu tiên của mùa đông. Nghĩ tới hình ảnh của anh lặng lẽ đứng đó, cô không kìm lòng được mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Tại sao cô đã đối xử với anh như vậy mà anh còn hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Cô cứ ngỡ rằng chỉ có cô yêu anh nhiều, hóa ra anh yêu cô không hề ít hơn cô yêu anh. Hoa thấy vậy lại thở dài động viên. Hay là mày cứ nói hết sự thật cho ông Quân biết đi, biết đâu ông có cách giải quyết. Yêu nhau mà làm khổ nhau như vậy nhức nhối à. Vân suy nghĩ tầm 30 giây rồi lắc đầu trong đau khổ. Không được, mọi chuyện không có hề đơn giản. Mẹ của anh Quân cũng gọi cho tao, tối nay tao phải ra sân bay rồi. Vậy quyết định đi thiệt hả? Ừ, vào trong đó một thời gian cho mọi thứ ổn hơn rồi tính sau. Hoa nó nghe Vân nói, mắt ngấn lệ ôm cô. Vào đó nhưng phải hàng ngày liên lạc với tao nghe không? Tao biết rồi. Nếu có bạn mới cũng tốt, nhưng mà không có được thân với ai hơn tao đó. Vân bật cười gật đầu với nó, mà tự nhiên thấy tủi thân lại muốn khóc. Biết rồi mà, mày cứ làm như là tao đi châu Phi không bằng á. Không vậy hả? Tiền đâu tao vào thăm mày thường xuyên được? Ráng chờ đi, tao giàu rồi tao bao. Và rồi cả hai đứa đều bật cười nhìn nhau, nhưng không được một phút lại bật khóc như có con hâm con dở. 5 giờ chiều hôm đó, mẹ Quân cho người tới đón Vân đến sân bay. Bà kêu Vân không cần mang theo cái gì ngoài chứng minh nhân dân một số giấy tờ khác. Vân tạm biệt con Hoa, bước lên xe hơi. Đến sân bay đã có người làm mọi thủ tục cho cô. Cô không biết mình phải ngồi chờ bao lâu, cho tới khi loa thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh mới vội vàng kéo cái vali mà mẹ Quân chuẩn bị cho. Đến khi máy bay cất cánh lên bầu trời, cô vẫn nhìn lại một lần nữa. Bầu trời u ám một màu đen lạnh lẽo, nó giống như lòng của cô vậy. Cố gắng lắm,
cô mới có thể nở ra một nụ cười gạo tạm biệt. Mảnh đất có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của cô, mảnh đất mà cô đã gắn bó hơn 3 năm thanh xuân, mảnh đất sinh ra một người đàn ông Vân yêu đến mất hết cả lý trí. Vân đến Sài Gòn vào lúc 11 giờ đêm, sau gần 2 tiếng ngồi trên máy bay. Xuống đến sân bay, mẹ Quân đã cho người đến đón cô đến một nhà trọ ở trung tâm thành phố và gửi cho cô một số tiền đủ sống trong mấy tháng tới. Gọi là phòng trọ, nhưng nơi này khá rộng rãi, gọn gàng, ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi, còn hơn gấp nhiều lần phòng trọ cũ của cô. Vân vào đến phòng trọ, cũng không có muốn xem vali kia có cái gì. Chắc có lẽ do đêm qua cô không có ngủ, cộng mệt quá nên liền nằm vật xuống giường mà ngủ luôn. Bao lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ trọn vẹn đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Khi cô tỉnh giấc, nắng đã chiếu thẳng qua ô cửa sổ. Điện thoại cô lúc này cũng hiện lên rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của con Hoa hỏi thăm xem đến nơi chưa. Nói chuyện với nó một lúc thì bất ngờ có một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi chạy tới phòng của Vân. Cô ngơ ngác nhìn thằng bé. Thằng bé cũng bạo dạn chạy tới chỗ của Vân, đưa tay như muốn xin gì đó. Mới đầu cô không biết thằng bé muốn gì, mãi sau mới biết nó muốn xin cái kẹo mút 7 màu cô để ở cửa sổ. Vân mỉm cười lấy cái kẹo đưa cho nó, vẻ mặt nó thích thú lắm, không biết con cái nhà ai mà yêu quá. Tự nhiên nhìn thằng bé mà cô lại nghĩ đến đứa bé trong bụng của mình. Và rồi bất ngờ một giọng nói ngoài cửa vọng vô. Kìa, Tuân, con đây rồi. Con có biết mẹ tìm con nãy giờ không? Sao con cứ chạy lung tung vậy hả? Con lấy kẹo mút ở đâu ra đó? Dạ, kẹo mút là em đưa cho cháu đó chị à. Lúc này, người phụ nữ mới ngước mắt nhìn cô, rồi chị từ từ lên tiếng. Chị xin lỗi nghe, thằng bé nhà chị nó hiếu động quá, đã làm phiền em rồi. Dạ, không có sao đâu chị à, em thấy thằng bé dễ thương mà. Em mới chuyển tới đây hả? Dạ. Mà hình như em là người miền Bắc. Dạ chị. Quê ngoại chị cũng ở Phú Thọ, xem ra chị em mình có duyên rồi đó. Vân mỉm cười nói với chị thêm vài câu nữa. Chị tên là Huyền, chị hơn Vân 5 tuổi và hiện tại cũng đang làm mẹ đơn thân. Chị hỏi Vân. Em vào trong này đã tính làm cái gì chưa? Dạ em chưa. Nếu chưa tìm được chỗ làm thì đến chỗ của chị làm đi. Chị mở tiệm bánh như là bánh sinh nhật, bánh bông lan, công việc thì cũng nhẹ nhàng lắm. Vân nghe chị Huyền nói vậy, mừng như vớ được vàng. Mấy ngày đầu chân ướt chân ráo tới đây, nó tìm được một công việc nhẹ nhàng là quá tốt rồi. Vân vui vẻ, gật đầu đồng ý. Em cảm ơn chị nghe. Không có gì đâu. Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu đi làm. Dạ, mà chợ có gần đây không chị? À, em đi chừng 100 mét là tới, hoặc gần đây cũng có siêu thị đó. Dạ. Sau khi chị Huyền đi khỏi, Vân thấy khởi đầu như vậy là quá tuyệt vời. Mặc dù mẹ Quân đã đưa cô một số tiền, nhưng cô không thể ngồi nhà chơi mãi được. Cô cũng phải kiếm tiền để tích lũy cho tương lai. Đặc biệt nghe nói nuôi một đứa trẻ đâu phải đơn giản. Ngày hôm sau, cô bắt đầu đi làm. Chị Huyền sau khi biết Vân cũng đang mang bầu, nên chị kêu Vân chỉ việc ngồi bán hàng thôi. Quán của chị có khá nhiều người nước ngoài đến mua. Cũng may, ngày trước Vân học quản trị kinh doanh nên đã học sẵn tiếng Anh, nên không có bị trở ngại về vấn đề ngôn ngữ. Chị Huyền nói Vân, lần đầu tiên chị thuê được một nhân viên bán hàng mà nói tiếng Anh lưu loát như em đó. Dạ, cũng may đợt trước em cũng có học tiếng Anh nhiều đó chị à. Hồi đó em học cái gì? Dạ, em học quản trị kinh doanh. Trời ơi, sao không học nữa? Phí vậy? Vân cười gượng đáp. Dạ, do gặp vài lý do cá nhân đó chị à. Chị xin lỗi nghe, do chị vô tư quá. Có gì đâu chị.
Nhìn mày chị lại nhớ ngày xưa. Ngày chị mang bầu thằng Tuân cũng rất cực khổ. Thôi, ráng lên em à. Rồi giai đoạn khó khăn cũng sẽ sớm qua thôi. Dạ, em cảm ơn. Em hiểu mà. Ngốc à, có gì đâu mà cảm ơn chị miết vậy. Mày cũng làm việc cho chị chứ có ngồi không đâu. Dạ. Chiều hôm nay tan làm về, chị Huyền còn dẫn Vân đi vòng quanh mấy khu phố ăn mấy món ăn vặt nổi tiếng ở Sài Gòn, mà công nhận đã không ăn thì thôi, ăn một lần cũng đủ gây nghiện luôn. Ngày thứ ba ở một nơi xa lạ. Đêm nay trời mưa lại khiến Vân đau nhức da chiết. Cô nhớ anh muốn phát điên. Bình thường cô đã quen với việc đêm nào cũng được anh chúc ngủ ngon hoặc là vùi vào lòng ngực của anh, ôm anh thật chặt. Bây giờ đến một mảnh đất xa lạ, trên cái giường xa lạ, những kỷ niệm cứ vậy mà ùa về khiến cho cô trằn trọc. Cô không dám lắp cái sim điện thoại vô, cũng không có dám vào Facebook vì cô sợ khi nhìn thấy anh cô sẽ không có chịu được. Vô thức, cô đưa tay đặt nhẹ lên cái bụng của mình. Giá mà mọi thứ tốt đẹp thì Vân và anh cũng có thể cùng nhau chăm sóc con nên người. Và con của Vân sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Tiếc là cuộc đời này không còn tồn tại hai chữ giá như. Chỉ tiếc là mình đã cùng nhau đi qua một chặng đường mà không đủ duyên nợ đi tới cuối đời. Con đường trước mắt dù cho có gập ghềnh hay bằng phẳng. Cô tin cô sẽ hạnh phúc vì có con ở bên đời, và anh sẽ là một phần không thể thiếu trong tim của cô. Những ngày tiếp theo, Vân làm việc vẫn như bình thường. Tối nào cô với Hoa cũng gọi FaceTime cho nhau. Nhiều khi hai đứa đang nói vui vẻ, xong lại rủ nhau khóc. Khóc như con hâm con dở. Tối nay, tự nhiên Hoa nó hỏi: Ông Quân có liên lạc với mày không? Không, tao thay sim với nick Facebook rồi. Mày quên rồi hả? Hơn nữa, tao nghĩ ông ấy không có bao giờ liên lạc với tao trước đâu. Ông đang hận tao mà. Lâu lắm rồi tao không thấy ông ta lên quán bar. Nhưng mà tối hôm qua lúc tao gần tan ca thì ông tới. Mà tao thấy ông ấy trầm mặc lắm. Ngồi lặng lẽ một góc uống rất nhiều rượu. Có khi nào ông đang nhớ mày không? Nghe Hoa nói đến đây, nước mắt cô bất chợt lại lăn dài không kìm được. Chắc Hoa nghe thấy tiếng Vân khóc nên cũng an ủi vài câu rồi tắt máy. Lúc này, xung quanh Vân là khoảng lặng vô hình. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim vẫn đau như vậy, vẫn yêu anh nhiều như vậy. Phải mất bao nhiêu thời gian thì nỗi nhớ mới nguôi ngoài, phải mất bao nhiêu nước mắt thì cô mới không phải khóc. Cuối cùng, Vân đã không thể kìm lòng được mà vào Facebook cũ. Mà ở Facebook đó, Vân vẫn còn kết bạn với anh. Vân lướt bản tin, lục lại album chỉ để cố tìm lấy một bức ảnh của anh thôi, cũng không có. Cô vào Messenger đọc lại những dòng tin nhắn của hai đứa trước kia. Facebook anh bất chợt sáng đèn. Cái cảm giác chỉ có cách nhau bằng một dòng tin nhắn thôi mà cứ ngỡ như vạn trượng. Nhìn dòng tin nhắn hạnh phúc cuối cùng anh nhắn lúc đi công tác chỉ dọn dẹn ba chữ: anh nhớ em, mà khiến mắt Vân nhòe đi. Ngày hôm sau, cô đi làm trong trạng thái hai mắt sưng dù. Cũng may chị Huyền dễ tính nên chị hỏi: em lại khóc vì nhớ cha của đứa nhỏ à? Em... Bớt khóc lại đi em à. Mang bầu khóc nhiều không có tốt đâu. Dạ chị. Mà dạo này chị thấy em ốm hơn hồi trước đó ngang. Dạ chắc tại em ngán đó chị ơi. Vậy từ cái hôm vào đây tới bây giờ đã đi siêu âm chưa? Em chưa. Nếu chưa biết phòng khám thì chiều chị chở đi. Dù sao chị cũng tiện đi siêu âm. Không biết mấy hôm nay chị ăn cái gì mà hay đau bụng quá trời luôn á. Em cảm ơn chị nghe. Chị cũng giữ gìn sức khỏe đó. Chị biết rồi.
Vậy là chiều hôm nay, chị Huyền chở Vân đến một phòng khám cách chỗ làm của Vân khoảng 5 km. Bác sĩ siêu âm cho cô rất kỹ, thám thốt mà bé đã được 13 tuần. Bác sĩ nói tất cả đều bình thường, bé phát triển cũng tốt, nhưng có điều mẹ hơi ốm. Xong, lúc Vân lấy khăn lau bụng thì bác sĩ hỏi: "Vậy con muốn biết giới tính thai nhi không?" "Dạ cháu, dạ có." "Bé trai nghe, rõ chim cò rồi này đi nè." "Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ." Vân mỉm cười, cầm tờ kết quả siêu âm bước ra khỏi phòng khám. Trong lúc chờ chị Huyền thì Vân ngồi ở phòng chờ bên ngoài cùng. Nhìn hình ảnh siêu âm, khóe môi cô không giấu nổi nụ cười. Cái cảm giác sắp được làm mẹ nó kỳ diệu thiệt đó. Có những lúc cô lại không tự chủ được mà đưa tay lên sờ cái bụng của mình. Cảm giác có con ở bên cạnh cũng đỡ phần nào sự cô đơn trống trải. Tự nhiên, trong cô như có một niềm tin lớn lao. Cô mỉm cười nhìn ra ngoài đường phố, nhìn dòng người qua lại. Rồi bất chợt, cô thấy một chiếc xe hơi màu đen lướt qua. Không biết có phải là do cô hoa mắt hay không mà Vân thấy Quân đang ngồi trong xe đó. Từ lúc đó, cô tha thẩn một lúc lâu, mãi cho tới khi chị Huyền đập nhẹ vào vai thì cô mới chợt bừng tỉnh. "Em nghĩ cái gì mà chị gọi mấy lần mà không nghe?" "Dạ không có gì đâu chị. Chị siêu âm bác sĩ nói sao?" "À, chắc dạo này chị ăn cay nhiều nên bị đau đau bao tử đó. Về mua thuốc uống thôi em à." "Dạ." "Vậy em siêu âm bác sĩ nói sao?" "Dạ bé phát triển bình thường chị ơi. Hôm trước chọc chị là em ráng xin con gái để làm thông gia với chị, mà hôm nay lại thằng cu rồi chị ơi." "Vậy thì đợi đứa sau nghe, lo gì." Nói xong, chị Huyền chở Vân về phòng trọ. Buổi tối xóm trọ đi ngủ từ rất sớm. Vân thì nằm mãi không có ngủ được, nên 9 giờ còn lò mò đi dạo. Cô đi lang thang dọc vỉa hè. Thật là mắc cười là Vân cứ nhìn dòng người qua lại. Họ lướt qua Vân, nhưng mà sao Vân cảm thấy mọi thứ thật vô tình. Có những lúc bước chân cô chực khựng lại, đứng đó kiếm một hình bóng quen thuộc. Đáng tiếc là tìm hoài không thấy. Bẵng đi một thời gian nữa, cuộc sống của cô lúc này mới chính thức gọi là ổn hơn. 5 tháng xa nhau, và bây giờ con của Vân cũng đã được hơn 6 tháng trong bụng. Từ ngày đó tới bây giờ, mẹ Quân cũng không có liên lạc cho cô. Thỉnh thoảng có những lúc không kìm được lòng mình thì Vân cũng có vào nick Facebook của Quân để tìm kiếm một dòng trạng thái hoặc một bức hình gần đây của anh. Nhưng hình như Facebook này anh cũng đã bỏ. Tối nay, Hoa nó gọi điện cho cô. Nguyên văn nó kể là nó mới hóng được Quân đã sang Mỹ 2 tháng nay. Sang để định cư, làm việc hay lấy vợ thì nó không có rõ. Nghe xong mà lòng vẫn hẫng một cái như vừa rớt từ trên thiên đường xuống mặt đất. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Vừa khóc cô vừa đưa tay xoa bụng mình nói chuyện với con. "Mẹ xin lỗi bé con, mẹ lại khóc rồi. Cho mẹ khóc hết đêm nay thôi nghe. Mẹ hứa mẹ sẽ không có buồn nữa. Con cứ yên tâm ở trong đó đủ ngày đủ tháng rồi ra với mẹ nghe. Có thể mẹ sẽ không có cho con được cuộc sống giàu sang như ba Quân, nhưng mẹ sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ nhất mà mẹ có. Mẹ yêu con, cô Chin." Không biết là có phải con cảm nhận được những gì cô nói hay không, mà bàn chân con đạp mạnh về bên trái rồi lại tới bên phải. Vân bật cười. Nụ cười hạnh phúc nhất mà rất lâu rồi cô mới có. Lúc đó, cảm giác người lâng lâng dù như muốn quên hết thảy mọi thứ. Theo như một thói quen, cô lấy cái điện thoại gọi cho Quân. Rồi bất chợt nhận ra sự thật của hiện tại. Tay cầm cái điện thoại từ từ buông xuống. Cô đúng thật là điên rồi. Làm gì gọi cho anh được nữa chứ? Cái số này đã bỏ. Anh bây giờ đang ở nước Mỹ rồi mà. Vân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay, trời nhiều sao lấp lánh, ngắm sao trời, Vân cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong. Ngày hôm sau là mùng 1 đầu tháng. Thường thì quán của Vân sẽ nghỉ bán vào buổi chiều mùng 1 để lên chùa thăm mấy em bé mồ côi. Mấy tháng nay, Vân cũng thường xuyên theo chị Huyền lên chùa, nên sư cô rất nhớ mặt Vân. Vừa thấy Vân, sư cô đã hỏi: "Mới có một tháng con gặp con mà bụng đã lớn hơn nhiều rồi. Dạo này con còn ngán không? Có ăn được không? Mà nhìn con vẫn hơi ốm đó nghe." "Dạ, con dạo này không có ngán nữa đâu sư. Sư cô và các bé vẫn khỏe chứ?" Vân vừa dứt lời thì chị Huyền đứng bên cạnh lên tiếng chọc: "Cái con bé này nó ăn ít như mèo đó sư à. Với lại cái tội cứ suy nghĩ nhiều không có lớn được." Sư mỉm cười vỗ vai Vân mấy cái. Cô đáp: "Ráng ăn nhiều vào con à. Mẹ khỏe, con khỏe là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Sư và các bé vẫn khỏe. Thỉnh thoảng các bé lại hỏi thăm cô Vân đó." "Ủa, vậy mấy bé có hỏi cô Huyền không sư?" "Chắc tại cô Vân đẹp hơn nên các bé mới nhớ lâu." "À, giỡn vậy thôi. Chứ tối nay hai con ở lại chùa ăn bữa cơm chay cùng với sư và mấy đứa nhỏ nghe." "Dạ, để con vào bếp phụ sư nấu cơm." "Thôi, con ra chơi với mấy đứa nhỏ đi, để Huyền phụ sư là được rồi." Chị Huyền thấy vậy cũng cười nói: "Ừ, sư nói đúng đó. Em bụng lớn rồi, không có tiện đứng lên đứng xuống đâu." "Dạ, vậy chị phụ sư nghe." Vân bước vào nhan nhà của tụi trẻ. Bọn trẻ quấn quýt bên cô, nên mỗi lần thấy cô là nhao nhao cả lên. Đứa nào cũng tranh giành ngồi vào lòng cô Vân. Tụi trẻ thích nghe cô kể chuyện. Mỗi lần được nghe Vân kể chuyện là ngồi lắng nghe. Mấy đứa đang ngồi yên bên Vân thì bất chợt có một giọng nói trầm ấm vang lên: "Chào mấy đứa, mấy đứa đang làm cái gì đó?" Mấy đứa nghe xong mắt sáng rực lên khi nhìn thấy một bà lão khoảng chừng 75 tuổi. Trên tay bà cầm rất nhiều bim bim, bánh trái, trà sữa. Vân nhìn bà, khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự. Sau khi tụi nhỏ được chia quà thì ngồi yên một chỗ ăn với nhau. Bà lúc này cũng ngồi xuống bên Vân, bà nói: "Nghe nói mấy đứa nhỏ quý cháu lắm, cháu có thường xuyên tới đây không?" "Dạ, cháu hay tới đây vào mùng 1 và rằm." "Ờ, cháu cũng là gái Bắc à?" "Dạ, thưa bà." "Vậy cháu với bà đồng hương, bà quê ở Hà Nội, cháu ở đâu?" "Dạ, cháu quê Phú Thọ bà ơi." "Ừ, nhìn cháu lúc đầu mà bà cứ ngỡ gặp lại người cháu gái mất cách đây 5 năm của mình." Vân quay sang nhìn bà. Có lẽ bà vẫn nhớ đứa cháu gái đó nên ánh mắt bà đã sớm đỏ. Vân thấy vậy cũng lặng lẽ đặt tay lên tay bà, nhẹ nhàng an ủi mấy câu. Bà nói năm nay bà cũng 78 tuổi rồi, nhưng nhìn bà trẻ hơn so với tuổi. Bà đẹp lão và phúc hậu. Vân nhìn sơ qua thì cô nghĩ có thể nhà bà cũng rất có điều kiện. Nói chuyện một hồi, bà còn xin số điện thoại của cô. Nghe nói bà vào đây chơi với em gái bà một thời gian. Bà cũng thích ăn bánh bông lan nên thỉnh thoảng sẽ nhờ Vân ship tới. Ngày hôm nay đi chùa, Vân không chỉ quen thêm một người lạ mà cô còn gặp lại Phong. Hai đứa không hẹn mà gặp. Gặp nhau thì lại bật cười và còn xúc động nữa. Phong nói đã cố gắng liên lạc lại với Vân nhưng không được. Qua lời sư chùa kể thì Phong cũng hay lên đây thăm tụi nhỏ lắm. Vậy là tối nay Phong ở lại ăn cơm chùa cùng với Vân và chị Huyền. Khi ra về, Phong chủ động nói là đưa Vân về nhà. Chị Huyền thấy vậy cũng cứ đùng đẩy nói Vân ngồi xe của Phong. Chị còn đi công chuyện. Trên đường về, Phong hỏi Vân nhiều lắm: "Em vô đây lâu chưa?" "Dạ, em vô được 5 tháng rồi." "Bây giờ em làm ở đâu?" "Em làm ở tiệm bánh của chị hồi nãy đó. Công việc cũng nhẹ nhàng lắm."
Sao không liên lạc với anh? Em... Thấy Vân ngập ngừng, Phong mỉm cười quay sang cô rồi nói. Con bé được mấy tháng rồi em? Dạ, hơn 6 tháng rồi anh. Là con của em với Quân à? Dạ. Quân sang Mỹ rồi, Thư cũng sang Mỹ rồi, em biết chứ? Em biết Quân sang Mỹ. Anh ta biết về sự hiện diện của đứa bé này không? Vân lắc đầu. Dạ không. Vậy em ở trong này đã quen chưa? Trong này thường hay ăn cay hơn ở ngoài Bắc đó, em có ăn được không? Dạ em ăn cay được mà, mỗi tội bây giờ bầu bì nên hạn chế ăn thôi. Phong gật đầu mỉm cười. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà trọ, anh nói với Vân. Em đưa cái điện thoại em đây cho anh. Làm gì anh? Thì em cứ đưa đi. Nói rồi Phong bấm máy gọi vào số của anh. Cần cái gì nhớ gọi cho anh nghe. Nhớ là anh luôn ở phía sau em đó. Dạ em cảm ơn. Nói xong Vân bước xuống xe. Nhìn vào mắt Phong, cô biết anh vẫn còn tình cảm với mình. Anh là người tốt, đẹp trai, giàu có, nhưng cô không bao giờ có suy nghĩ gì với anh cả. Cô biết sau này Vân sẽ không có bao giờ tìm lại được ai khác tốt hơn Phong. Tiếc là trong tim cô lại chỉ có Quân. Hơn nữa, cô cũng không có ý định sẽ lấy chồng. Cô muốn ở dạy nuôi cu chin đến khi con trưởng thành. Về đến phòng trọ, điện thoại Vân lại reo lên cuộc gọi của Hoa. Vừa nghe máy, giọng nó đã hoang hoang. Ê, tao báo cho mày một cái tin vui nghe. Tao có bồ rồi đó mày. Vậy hả? Chúc mừng con bạn thoát ế. Thiệt tình à. Tao ế hồi nào? Chẳng qua tao chảnh chó một chút thôi. Tao mà gật đầu cái á hả? Cả đống đổ như rơm trạ đó. Thôi, bốc phét ít thôi cô nương à. Vậy bồ của mày là người như thế nào? Anh ấy hơn tao 5 tuổi. Nói chung gia đình cũng khá giả. Quan trọng là thương tao thiệt lòng. Ừ, thôi vậy thì cũng được rồi. Tao mừng cho mày đó. Nếu mà không có gì thay đổi thì mùa hè ta sẽ vào trong đó thăm hai mẹ con mày. Mày nhớ đó nghe. Nhớ mà, tao đang dành dụm tiền đây nè. Mà hôm qua tao gặp mẹ mày đi chợ đó. Nghe tới đây, tim của Vân tự nhiên nhói đau. Không biết sao, lòng lại chua xót vô cùng. Thật lòng, Vân đã từng rất hận bà ta, hận như đã đối xử tàn nhẫn với cô. Nhưng mà, thời gian qua đi, dần dần hận thù trở nên phai nhạt hơn khi bé con trong bụng cô ngày một lớn lên. Nhưng nếu cho Vân chọn lựa ở thời điểm hiện tại, cô cũng không có muốn gặp lại bà ta. Vân, mày còn nghe tao nói gì không đó? Tao đây, nhưng mà lần sau không cần nhắc tới mẹ của tao với tao nữa đâu. Cảm giác nó đau lắm. Tao biết rồi. Thôi, nghỉ ngơi sớm đi nghe. Tao đang làm. Ok, bye bye. Cúp máy, Vân mệt nhòi nằm xuống giường. Nghĩ tới mẹ mình, tự nhiên cô lại thấy tủi thân. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Nhiều lần cô đã từng ước giá như bà ta không phải là mẹ của cô thì cuộc đời cô đâu có khổ như thế này. Sáng sớm hôm sau, lúc Vân tỉnh dậy, đã có nhân viên ship hàng mang tới một hộp cháo tổ yến. Cô ngơ ngác. Anh có lầm giao địa chỉ hay không? Không đâu, cháo này là do anh Phong kêu tôi mang tới cho chị. Dạ, cảm ơn anh. Sau đó, cô vội vàng bấm số gọi cho Phong. Sao anh lại gửi cháo tổ yến tới cho em? Anh có gửi cho em đâu, anh gửi cho bé con trong bụng em đó. Ráng ăn lấy chất cho con nó. Em cảm ơn anh, nhưng lần sau anh không có cần mất công vậy đâu nghe. Anh không thấy mất công, anh thấy rất vui. Nói xong, Phong tắt máy, còn không cho Vân kịp nói một câu nào. Và rồi, 1 tháng 30 ngày đều như vắt chanh. Sáng nào Phong cũng cho người xếp đồ ăn đến cho Vân. Anh thay đổi món liên tục, nên ăn cũng không có bị ngán. Cô có kêu anh không cần làm vậy, nhưng anh nhất quyết làm theo ý của anh. Chị Huyền thấy vậy nên chọc. Kể ra, từ ngày của cậu Phong đã xuất hiện,
chị thấy em có da có thịt hơn đó nghen. Dạ, nhưng mà em thấy phiền ảnh lắm à. Người ta thích em, người ta cam tâm tình nguyện làm, người ta không phiền thì em nghĩ làm gì nhiều. Chỉ là em không muốn anh ấy tốn thời gian cho em. Vâng nè, chị hỏi thiệt nghen. Dạ, chị cứ nói đi. Có bao giờ em nghĩ sẽ lấy chồng không? Cô nhìn chị Huyền, không chần chừ mà dứt khoát đáp. Không, em không có đâu chị ơi. Chị thì không biết khuyên em sao, nhưng chị nói thật nghe, nếu tìm được một người tốt, cũng đủ điều kiện chăm sóc cho mẹ con em như cậu Phong đó, thì em nên suy nghĩ lại. Chị thấy cậu ấy cũng rất chân thành đó nghe. Em chỉ xem anh Phong như anh trai, ngoài ra em không có ý gì khác. Cô vừa dứt lời thì bà lão hôm trước cô gặp ở chùa đến. Vân ngạc nhiên. Ủa, hôm nay bà lại muốn ăn bánh hả? Sao bà không có nói cháu ship tới cho? Thôi, bà tiện đi ngang qua đây. Với lại cháu bụng to lắm rồi, bà đến thăm mẹ con cháu. Ừ, bà ngồi ghế đi, cháu lấy bánh cho bà nghe. Hôm nay bà ăn bánh gì? Bà ăn bánh như cháu hay ship cho bà đó. Dạ. Vân nói thêm với bà vài câu thì quay trở lại làm việc. Một lúc sau Phong cũng đến chỗ của cô. Vân thấy Phong chào hỏi bà như thể quen biết nhau. Cô thấy vậy mới hỏi anh. Anh quen bà hả? Ừ, anh từng gặp bà rồi. Bà là bà nội của Thư đó em. Bất chợt Vân sững người, nghĩ thế giới này tròn thiệt đó, quanh đi quẩn lại một vòng lẫn quẩn. Hỏng trách sao, bà nói Vân giống cháu gái đã mất của bà. Chắc bà thấy Vân giống chị Diệp. Vân bầu tới tuần thứ 38 thì xin nghỉ làm. Dạo này Vân thấy bụng sệ lắm. Mọi người cũng nói thường con đầu sẽ sinh sớm hơn dự kiến. Đêm nay Vân mơ thấy Quân vào Sài Gòn tìm cô. Hai người lại yêu nhau như những ngày đầu, vui vẻ như những ngày sống trong chung cư. Anh nắm tay cô bước vào lễ đường. Cô là cô dâu, anh là chú rể. Bên cạnh hai người còn có cô Chin nhìn giống anh như đúc. Rồi bỗng dưng tiếng Thư vang lên. Dừng lại! Khiến cho Vân giật mình tỉnh giấc. Lúc này cô phát hiện dưới đũng quần mình hơi ương ướt. Lần đầu chưa có kinh nghiệm nên Vân cứ tưởng mình bị xón tiểu. Một lúc sau thấy bụng đau răm răm, cô mới vội vàng gọi cho chị Huyền. Chị nghe xong gấp gáp. Chuẩn bị đồ đến bệnh viện đi em, sắp sinh rồi đó, đợi chút chị qua liền. Tới bệnh viện, bác sĩ khám Vân mở được 3 phân. Sau hơn 1 giờ đồng hồ quằn quại với từng cơn đau như gãy từng cái xương sườn, thì cuối cùng cô cũng được lên bàn xanh. Cũng may trời thương nên chỉ cần rặn dài hơi là con cô ra đời. Nghe được tiếng khóc đầu tiên của con, bao nhiêu nhọc nhằn tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Bác sĩ nói lớn. Bé trai nặng 3,5 kg ngang, trộm vía, khấu khỉnh trắng hồng. Em đặt tên cho con là gì chưa? Dạ, Phạm Minh Đức. Bác sĩ gật đầu mỉm cười rồi cắt rốn, mặc quần áo cho con. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì chị y tá mới hỏi. Ba của đứa bé đâu em? Để chị gọi ba em vào đón bé nghe. Nghe chị y tá nói vậy mà sống mũi Vân bắt đầu cay cay. Nghĩ lại những người phụ nữ ngoài kia được chồng dẫn đi mà Vân lại thấy tủi thân vô cùng. Cô cố gắng nén lại cơn đau mà đáp. Dạ, ba của bé bận chị à. Em có một người chị ở bên ngoài chờ, chị gọi chị ấy giúp em đi. Người y tá thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà nhìn Vân với ánh mắt đầy cảm thông. Một lúc sau, Vân được đẩy về phòng hậu sinh. Chị Huyền lúc này mới ẵm cu chinh ở trên tay, đặt bé xuống bên cạnh cô. Cho con bú một chút sữa non đi em. Dạ. Vân nhìn từng đường nét trên gương mặt của con, cô lại nhớ đến Quân khi ngủ say. Con giống anh, giống như đúc một khuôn, không lẫn vào đâu được. Cô ôm con trong lòng,
những giọt nước mắt hạnh phúc cứ vậy mà tuôn rơi. Lần đầu ôm con, mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như tan biến. Con chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã bù đắp cho cô sau bao vất vả gian truân. Chị Quyền thấy cô khóc, chị lại nói: mới sanh xong ai lại khóc, mày khóc như vậy mai sau già quán gà là khổ đó nghe. Em khóc vì hạnh phúc mà chị. Không có được khóc đâu. Nghe chị. À, chị đi mua cơm hoặc phở cho mày ăn ngang. Dạ, em không có muốn ăn đâu chị ơi. Không ăn cũng phải ăn. Cứ cho con bú một chút đi, rồi chị về. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị Huyền mỉm cười bước đi, nhìn theo bóng lưng chị mà Vân bỗng thấy ấm lòng cái tình người. Ở nơi đất khách quê người này, vẫn có một người lạ quan tâm đến Vân hơn cả máu mủ ruột thịt. Vì cô sinh thường nên chỉ cần ở lại 2 ngày là được về nhà. Trong 2 ngày này, chị Huyền ở lại chăm sóc cho Vân. Khi Vân trở về nhà thì cũng là những ngày tháng quay cuồng với công việc bỉm sữa. Cũng may trước kia ở với Quân và với số tiền mẹ Quân đưa Vân cũng chưa dùng đến, nên cũng có một khoản kha khá để yên tâm trong thời gian tới. Có điều, chăm sóc con thơ thực sự cực khổ hơn Vân tưởng. Tuy chị Quyền có thường xuyên phụ giúp cô, nhưng hơn tháng nay Vân chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Thời gian này, Vân cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với Quân chuyện hai đứa có một đứa con hay không. Và rồi suy nghĩ đi nghĩ lại, Vân cũng không đủ can đảm để nói ra sự thật. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Tráo Phận Đổi Tình, tác giả Trang Biêu Bi. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.